Mới đây tại hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn, Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành nội vụ không trình xem xét thi đua khen thưởng đối với đơn vị địa phương để xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản theo đó chủ tịch hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương quyết liệt triển khai công tác tổng kiểm tra xử lý vi phạm đối với trung cư mini nhà trọ theo kế hoạch công tác kiểm tra phải đảm bảo toàn diện công khai minh bạch bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự Chủ tịch Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ ban thi đua khen thưởng thành phố xem xét các thi đua, không xem xét trình khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan mà trên địa bàn để xảy ra cháy gây thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản.